Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Để tiếp theo cái video trồng hoa cúc tím hè, hôm nay thì mình lại quay cho các bạn xem và chia sẻ các bạn cách tỉa nhánh cây hoa cúc tím hè và bón phân tiếp đợt 3 và kiểm tra xem lúc này trên cây có bị bệnh gì không. Bây giờ mời các bạn cùng xem video của mình. Đây là cái chậu hoa cúc tím hè bữa trước mà mình trồng. Hôm nay thì nó đã đạt chiều cao như này rồi các bạn. Thời gian vừa rồi nó mưa nhiều quá nên mình để ngoài trời nên là cây nó phát triển cũng hơi kém một chút các bạn. À, lúc này trên cây thì nó đang có rất là nhiều cái ánh này các bạn này. Đây là ánh nó mọc ra những cái lách lá này các bạn nhé. Và đây có một cây đang đóng lụ rồi các bạn này. Phát hiện trên cây lúc này thì có một số con như là cái con dẹp này các bạn này. Thì đối với cái con này các bạn nếu có ít thì các bạn dùng tay các bạn giết nhé. Còn nếu nhiều thì các bạn dùng cái là thuốc Atara, thuốc chuyên trị các loại bọ dày chích hút nhé. Thì các bạn xịt cho nó cũng chết thôi. Thì hôm nay thì mình sẽ như là phải tỉa bỏ những cái ánh này đi để cho cây nó tập trung nó nuôi cái thân chính các bạn ạ. Vì đây mình sẽ để là một bông các bạn nhé. Còn nếu các bạn để nhiều bông thì các bạn không cần phải tỉa ánh này. Các bạn cứ để nó lên nhiều ánh thì các bạn sẽ được nhiều hoa, nhưng mà hoa nó lại nhỏ các bạn nhé. Còn đây mình để một bông thì bắt buộc mình phải tỉa hết những cái ánh này đi. Bắt buộc mình sẽ tỉa hết cái ánh này đi để nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi cây các bạn ạ. Để kiểm tra cây nó sắp đóng nụ chưa thì các bạn chỉ cần sờ vào cái đầu này, các bạn bóp bóp cái đầu ngọn cây này. Nếu mà thấy cứng cứng là có nụ ra mình kiểm tra thì thấy nụ đang hình thành rồi các bạn nhé. Cây này thì nó tốt hơn thì nó có nụ rồi các bạn. Chính ra cây này mình phải tỉa ánh cách đây độ mấy hôm rồi thì mới tốt. Lúc này mà nó ra ánh nó có nụ như này rồi thì mình tỉa đi thì nó dinh dưỡng nó không bằng cái lúc mình tỉa nó cây nó chưa có lụ các bạn ạ. Nhưng mà vừa rồi nó mưa mấy ngày không làm gì được các bạn. Hôm nay tạnh ráo thì mình tỉa hết những cái lụ đi. Còn nếu các bạn muốn để một cành hoa này nó có độ hai cái lộc thì các bạn để hai cái mầm dưới này, các bạn không tỉa nữa thì nó sẽ thành lộc các bạn nhé. Đấy, mình sẽ vặt hết những cái mầm ánh này đi. Vặt hết cái ánh này đi thì dinh dưỡng nó sẽ tập trung mà để nó nuôi thân các bạn. Nó nuôi cái thân này nó mập lên thì sau này cái bông hoa một bông nó sẽ to. Thì đây mình trồng chậu là mình không dùng kích thích chiều cao và mình cũng không dùng như là bóng điện để mình thắp. Nên là cây nó đạt trung bình thôi, nó không cao các bạn. Và nếu các bạn dùng kích thích G3 các bạn kéo lên cái thời điểm nó chưa có lụ thì cây nó sẽ tốt đó. Tốt hàng mét trên mét. Đây cây của mình thì sau này có hoa chắc trung bình nó chỉ đạt tầm độ 80 phân trở lại thôi các bạn. Thì cái vặt cái mầm cúc này ở cái ánh này thì các bạn này mình cầm mình ấn này xong mình bẻ cục xuống dưới là nó sẽ gãy rời ra. Nó sẽ gãy rời ra thôi. Và mình sẽ thường xuyên phải vặt cái mầm này các bạn nhé, cho đến khi bao giờ nó chỉ còn một cái lụ chính thôi thì cây nó sẽ dồn dinh dưỡng vào cái lụ chính ấy, thì nó sẽ hoa nó sẽ to. Chứ còn nếu mình vặt một đợt đầu này mà mình bỏ đi mình không vặt nữa thì xong đợt mấy đợt sau thì cái cây lên đến đâu thì cái mầm nó lại ra đến đấy các bạn ạ. Hôm rồi nó mưa gió to quá nên là cây nó hơi bị siêu nên nó hơi bị cong các bạn ạ. Nó hơi bị cong một chút. Và bây giờ mình sẽ bón tiếp cho một lượt nữa để tăng cường cái dinh dưỡng này, nó nuôi cái ngọn này cho cái ngọn này nó to mập lên. Xong là có dinh dưỡng nó nuôi những cái lụ trên thì hoa nó mới đẹp được.
Thì hôm nay mình vẫn dùng cái phân đầu trâu LVK 13-13 thôi các bạn nhé. Chỉ cần bón một ít thôi các bạn. Lúc này mình bón để mình tập trung dinh dưỡng để cho cái ngọn cây nó phát triển mập lên, để nó tập trung nó ra những cái lụ to đẹp lên. Còn sau này cái video sau thì lúc nào có lụ thì mình lại bón tiếp để cho các bạn xem. Này, vì từ nay đến lúc có hoa là mình chỉ bón một lượt nữa thôi các bạn. Lượt này là cái lượt để mình kích thích cho cây nó phát triển, cho cái ngọn nó nở lang cho nó to mập ra, thì xong cái lụ nó hình thành nó sẽ to các bạn. Còn hôm nào thì mình sẽ lại có một cái video tiếp theo để mình bón thêm một lượt nữa khi mà lụ nó to, nó sắp cho hoa các bạn nhé. Đấy, thì vừa rồi mình bón ở đây các bạn này. Mình chỉ cần bón một ít thôi, cái LVK đầu trâu vào gốc này thôi. Bây giờ mình sẽ tưới cái nước cho nó tan cái phân này ra. Đấy, mình tưới cho nó một ít nước này, cho nó tan cái phân này ra, cho cây nó ăn cho nó nhanh các bạn. Video chăm sóc tỉa nhánh hoa cúc của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm ra những cái video chia sẻ cách trồng và chăm sóc hoa tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.